làm nghề điêu khắc tượng Phật, con làm nghề điêu khắc tượng Phật và con cũng đã và đang làm những bức tượng Đức Phật bán thân nghệ thuật, nhưng con rất hoang mang vì con có được xem có à, xem được các video các sư thầy nói đục tượng Đức Phật bán thân là làm chảy máu Đức Phật phải chịu đại tội. Xin hỏi sư con hỏi câu trả lời như thế có đúng hay không? Đúng trả lời. Trả lời đi, trả lời trước đi. Không trả lời sao mới hay. Yêu cái gì cái đầu tiên anh không không có kinh nào nói vậy. Mình nói phải căn cứ thực tình nha, làm Phật chảy máu, muốn thành Phật, muốn làm Phật chảy máu đầu tiên đó phải là Phật trước cái đã. Khi quý vị cúng dường một cái bức tượng đến chư tăng làm một cái lễ là chú nguyện là imang buddha rupang itthaami, tức là gì? Tôi quyết định cái gọi là cái sắc pháp này nè, từ giờ trở đi Đại diện cho là đại diện cho Đức Phật, là sắc pháp của Đức Phật, thì khi đó đó mình mới tính. Chứ không phải là chư tăng là thấy cái cứ thể thấy hình Phật là quỳ lại là chưa chắc nha, mà mình phải có cái sự gọi là xác định đó là tượng Phật rồi, thì khi đó, đó mình mới quỳ lại đảnh lễ. Còn trước đó thì đó chỉ là một cái tượng xi măng thôi, hoặc là một cái tượng gỗ, một cái tượng đá thôi. Cho nên á, nhiều người họ không hiểu như vậy đó. Rồi sư hỏi quý vị tạc như thế nào? Thí dụ như tạc lên cái hình tương đối giống rồi đó. Rồi thí dụ như cần chỉnh chỗ con mắt, rồi cần chỉnh chỗ cái mũi, rồi hư sao sửa chỉnh. Đấy, thấy chưa? Cho nên á, là mình không có lo ha. Tức là mình chừng nào á, mà chư tăng gọi là xác định nha, chư tăng xác định đây là tượng Phật thì khi đó mới tính, còn chưa là không tính. Có giỏi lắm thì mình thì mình có trân trọng nó tí thì cũng được thôi, nhưng mà đừng có suy nghĩ nhiều quá. Nhưng mà có cái như vậy, rồi. quý vị tạc gọi là tạc tượng nghệ thuật thì sư rất là ngần ngại, bởi vì có những cái tư thế mà Phật không bao giờ làm mà mình chơi những cái tư thế đó rồi để người ta nhìn vô người ta nói Phật đó thì nó kỳ quá. Sư lấy đơn cử nha, gọi là có cái tượng gọi là cho chống tay lên đầu gối, mình nghiêng cái đầu vậy nè đó. Giống Xin thưa là Phật không bao giờ làm cái đó. Nếu như mà quý vị muốn tạc tượng Phật á, đọc kinh giùm sư, kinh tướng trong Trường Bộ có nhắc đến 32 tướng tốt. Quý vị muốn tạc á, tạc sao cho nó đúng với cái tướng đó. Và có những cái tư thế, những cái oai nghi mà Phật không bao giờ Phật làm không khác bao đi. giờ thôi. Ví dụ như Đức Thế Tôn chỉ ngồi ở tư thế kiết già nha, rồi Đức Thế Tôn á luôn luôn nhìn thẳng với cái nhìn của con voi chúa, chứ ngài không bao giờ ngài ngó nghiêng hoặc là ngài nghiêng đầu, không bao giờ có. Ngài lúc nào cũng nhìn thẳng với ánh nhìn của con voi chúa đấy. Rồi có những gọi là cái oai nghi tế hạnh của ngài đó, mình phải đọc kinh Nằm mình coi nghiêng cho sư kỹ. Đó, nằm nghiêng theo cái hướng tướng nghiêng của con sư chứ tử đi đi đây. Không tướng đi thì họ chỉ tạc đi có một bước thôi chứ không thì chừng đó tướng đi thì ba tướng mà trong khi đi á, nhớ nha, khi đi á là bước chân bên phải lên trước mà bước nào bước nha. nấy đều ra. Rồi chưa kể là những cái tướng của bàn chân của Phật, đó, Bánh rồi cái xe tướng bàn chân. ngón tay của Phật đó. Đặc biệt đó là Phật không bao giờ mặc cái thứ đồ mà nó hở ngực, không bao giờ có. Chìm Cho nên là quý vị muốn tạc tượng thì làm ơn làm phước tạc cho đúng. Đây. giấu. Phật Đức Phật bên Ấn Độ và tự nhiên chạy qua Trung Quốc bị xâm mình. Rồi. Thí dụ như bây giờ là mình đục tới tượng Phật xong rồi cái mình thấy chỗ này nó bị dư, mình đục bớt để nó giống hơn thì sao gọi là làm thân và chảy máu. Vì nên nhớ đó, có năm cái ngũ nghịch đại tội. Thứ nhất
là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết bậc A-la-hán, thứ tư là giết Phật được với là làm Phật thực giải Phật giải mã. báo, và thứ năm là phá vô hợp tăng. Năm tội này sẽ dù phạm vô tình hay cố ý đều đọa địa ngục ba tỳ nha. Làm được Phật giải máu là phải đúng thật Phật thiệt kìa. Đức Phật tức như Đề Bà Đạt Đa lăn đá làm Đức Phật chảy máu bằng cái ngón giò cái, chứ không phải là cái tượng Phật mà mình đúc kiểu bán thân là làm Phật chảy máu, cái này là sai. Nhưng ở đây á, tôi nhắc quý vị là tượng Phật á, mình làm tượng Phật hay là mình thờ tượng Phật hay là mình trưng tượng Phật với cái mục đích gì? Tôi thấy nhiều vị để tượng Phật á, hay là hình những cái hình tranh, những cái tranh hình Phật giống như là để trang trí, đó là điều đó là không nên. Có người treo trước cửa giống như mấy ông thần chống cửa, họ treo giống như để trang trí chứ không phải để thờ, để cúng. Con đem hết lòng tình kính làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, mình đảnh lễ dưới hai chân của ngài, chứ không phải là mình treo ngài lên để làm một cái trang trí. Hồi xưa tôi không biết, tôi tôn giống như mình tưởng mình hay hình nền, lấy hình Phật làm hình nền điện thoại, giờ bỏ. Còn á, mình làm nghệ thuật hay là mình làm diễn biết, nhưng mà bán thân hay là nguyên thân gì, nó phải gì, nó phải không có tội, không có tội. Là tự nhiên làm bán thân là Phật chảy máu. Cái Đức Phật chảy máu trong kinh nói là làm Đức Phật bằng xương bằng thịt chảy máu, chứ không phải là mình đúc cái tượng. Mấy năm trước tôi có cái cô đó, là chủ đức cái tượng Phật ở trên tầng tầng 3 tầng xá, thì dơ lâu ngày nó dơ đó, thì cũng nói là sư ơi, sư leo lên sư lau giùm con cô Phật tử, cô Phật tử con nữ không dám leo lên tội. Nó cô leo lên cô lao đi, cô đứng dưới này là cô không có phước, mà cô lao là cô có phước chứ cô không có tội. Đâu có quăng, đâu có gì đâu. Mình tự nhiên người nữ cái mình sợ là lao á là mình có tội. Giống như cái câu chuyện á, lời đây sao á, nghe nè. Giống như cái câu chuyện là trong cái miếu á, trong cái miếu gách nát á, nó có cái tượng, cái tượng thần, thì trên nóc, trên đầu, trên nóc á, ngay chỗ cái đầu cái tượng Phật, cái tượng thần đó đó là có cái lỗ, lủng cái lỗ trên nóc, lỗ ngói. Thì cái anh thứ nhất đi lại thấy lủng vậy, mưa gió thấy tội, thấy không đành, quay quay tiếp cái gì để che trên mái không thấy gì hết, mới lấy đôi dép, mình luôn đang mang, cởi đôi dép ra để lên cái lỗ lủng, để mục đích tắc ý rằng để che cái tượng Phật, che cái tượng thần đó. Thì cái ông thứ hai đi ngang, ngó ngó lên thấy nào mất dạy, để cái dép đầu không toàn, lấy xuống. Cái gì cũng vậy, cái tắc ý, cái mục đích nó mới quan trọng. Bây giờ tượng Phật, ví dụ như tượng Phật hư là mình sửa chữa sao? Không lẽ hư để đó để hư hoài thì sơn phết lên sao? Hay là thí dụ này, rồi tượng Phật ở tầng 1, mình đi tầng 2 đi, rồi mình đi đúng ngay cái chỗ mà cái góc mà để tượng Phật mình đang đứng ở trên, không lẽ nói vậy là mình đang đứng ở trên tượng Phật? Nó không phải vậy. Cho nên mình phải hiểu là cái tắc ý khi mà mình làm cái gì. Còn đây á là cái chẳng nói về 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 tượng Phật, xứ nói hoài. Đừng có thờ Phật khi mà mình thờ để mục đích là để làm đẹp, để trang trí, để treo cho nó phong cảnh, làm ơn muốn lại lên chánh điện lại. Đa phần những cái vị hiểu á, không cốc không có làm cái bàn phờ, mình vệ sinh hết trọng, mình thôi muốn lại lên chánh điện lại, ra Phật cảnh lại, làm nó mất đi cái sự tôn kính, mà nó đi vào cái phản cảm, nó làm nhiều khi làm cho mình mang tội. Nhiều người để tượng Phật treo trên vách, trên tường, những cái tượng giống trang trí vậy đó, thì nó không nên, giống như mình Phật mà mình đọc cái bài kinh
con đem hết lòng thành kính đảnh lễ vi trần dưới chân Đức Phật. Mình đảnh lễ dưới chân ngài chứ không phải là mình treo ngài lên để mình trang trí. Nó thành một cái vấn đề gọi là mình làm bất kính đi. Nó không hay.